Tôi có bệnh á, một là bệnh hay là bệnh thì coi như là mình cũng có bài, mình bù những bữa mình siêng á, có bữa nào mình lười, bữa nào mình bị bận rộn thì mình cũng đấy, có đúng không, có đúng là bài này không? Đây, bệnh kinh này. Liếc mắt qua là thấy thường. Tôi có nói với trên đời này nó có nhiều cái trở ngại mà mình cứ kể là nhỏ mà nó lớn vô cùng. Đó là chỉ một con muỗi cỏ thôi mà nó làm cho tôi bị phân tâm kinh rồi. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Rồi, cái câu kệ, cái câu hỏi đây nè: ở đời này ai cũng thích ăn uống hết á. Ai cũng thích ăn uống, người ta nói tử dục như vậy thì có ai mà không thích ăn uống không? Tại sao mà có lúc các vị nói, các vị chat với nhau trên Facebook mà cái máy của tôi nó cứ kêu sùm là ra vậy? Tức là tôi đang làm mắt mắt mới thì tôi hết, tôi không có tham dự vào cái cuộc chơi với các vị, mà tại sao cứ mỗi lần các vị chat với nhau thì có lúc tôi nghe nghe rất là lớn, là sao vậy? Có cách nào tôi tắt không? Tôi đã ra khỏi Facebook rồi mà nó vẫn vẫn là rất là âm sầm, tôi bắt làm sao? Các vị có nghe không? Rất là lớn. Rồi hỏi người biết cười thôi, để như cái đám mà tốn cơm mà chứ khó hỏi cái biết nhâm răng ra cười lắc ao rồi vẫn kêu nha. Chỉ tắt là tôi thua cái câu như vậy, là nguyên đám người vốn một đám thì cũng biết cười, một đám mà thì kêu thì tắt máy, bây giờ còn thiếu đâu nữa, tặng vào cái điện cái máy luôn. Ok, rồi bây giờ tôi ra tôi giảng mà cho mình đi, lát mình tính cái đó. Và nó mới kêu nó hết hồn. Ok, cái câu kệ này tôi hiểu nôm na thế này: ai trên đời này cũng thích hưởng thụ, ai trên làm ơn ghi ghi lại đưa ra này nha, quý à, cái câu câu tính rằng như kia là mở âm thanh nhỏ, đúng rồi, nhưng mà các bạn biết nó có vấn đề là chữ gì không? Đúng rồi, đúng rồi, cái ông thiên nhân này nói đầu ra hay này, các bạn tắt tôi ra đi, đúng đúng, tại vì tôi không có tham dự trong đó mà tự nhiên. Đúng rồi đó, còn cái âm thanh nhỏ tại sao tôi không có làm nhỏ được, tại vì mỗi đêm tôi có để cái alarm để sáng tôi thức dậy lúc 4:30, mà nếu tôi làm nhỏ như vậy nó cũng có nghĩa là tôi không có nghe được cái chuông reo nghe, cho nên là cách hay nhất là sẽ bỏ tôi ra. Ok, rồi bây giờ tôi nói cái nguyên những cái câu này: ai ở đời này nhẹ cũng thích thu gom để mà hưởng thụ, cái câu kể đó nghĩa là vậy đó, ai trong đời này cũng thích thu gom để hưởng thụ, vậy thì có người nào không như vậy hay không? Bài kệ này có nghĩa như vậy thôi. Ai nhà đã được viết rồi, ai trên đời cũng thích thu gom để hưởng thụ, đúng rồi, kỳ bị tí đi, vậy có người nào không như thế chăng? Vậy có người nào không như, có người nào không như thế chăng? Thì cái câu trả lời nó như thế này, cái câu trả lời của Đức Phật ấy, cái câu trả lời thế này, tôi trả lời, tôi giải thích cái câu này bằng một cái bài kinh khác: này các tỳ kheo, nếu mà các ngươi biết được, các ngươi hiểu được, các ngươi biết được cái quả báo bố thí như là ta biết, thì cho đến một cái miếng ăn cuối cùng các ngươi cũng không có đành lòng mà nuốt, dễ sợ như vậy. Nếu mà các ngươi hiểu được quả báo bố thí như là ta hiểu á, thì cho đến cái miếng ăn cuối cùng nữa các ngươi cũng không có đành lòng mà nuốt. Biết từng qua nói trong lần trong đồng biết không? Có nghĩa rằng cái hiểu về pháp bố thí của mình, hiểu về cái phước mình quá yếu, mỗi lần mình hiểu quá ít,
hai này niềm tin với mình lúc mình không có ngày nó lời dễ sợ như thế, nó lời lắm nó lại đấy. Nếu mà các ngươi hiểu được cái quả báo bố thí như là ta hiểu, cái câu này chịu vui cái đi câu câu người tới như đi vào, nếu mà các ngươi hiểu được quả báo bố thí như là ta hiểu thì đến cái miếng ăn cuối cùng các ngươi cũng không có đầm lòng mà nuốt, dễ sợ. Có nghĩa là nếu mình hiểu được như ngài đấy, nghĩ như Đức Phật ấy, có nghĩa là nó có muỗng cơm mà mình múc ra mình là cho ra cái gì, đặc biệt như vậy đấy. Có một câu chuyện nhỏ ở đây là ngày xưa tôi biết có mấy người Phật tử mà họ mua gánh bánh bưng cái thời ăn đó, có người thì bán chè chó, có người thì bán bánh mì xe đẩy đó. Họ nói với tôi cái này, họ nói sự biết có những bữa bán cũng cố ý chừa là một chút, tôi thấy nó còn một chút là dọn để đi về nhà. Trong những khi mình cũng để cho mình ăn hay là cho chồng con ăn, mà mình dọn như vậy đó, mình vậy thì mình người ta cũng ráng người ta chạy lại đây người ta mua cho mình được, mà lúc mình cũng nghèo mà ham tiền đó, thật kệ bán luôn. Tại sao cái đêm chỉ ra tôi kể đây tại vì hiểu chưa, có nghĩa là cái cô này cố gắng đó là cố chừa một ít để có đem về cho cổ hoặc là cho gia đình của ăn. Vậy nên mà khi mà có người họ đòi mua đó, có người ham cái tiền lời đó mà cổ không có, cổ đành để bán luôn, cổ không có để dành nữa, thì mình thấy chỉ một ít tiền thôi mà người ta thà nhịn thèm chứ người ta cũng không có để lại. Thì khi mà Đức Phật người nói là nếu mà các ngươi hiểu được cái quả báo bố thí như là ta hiểu thì một miếng ăn cuối cùng các ngươi cũng không có đầm lòng mà nuốt, là như vậy đó. Còn vì mình không có hiểu được như ngài cho nên mình chỉ nghe mơ hồ thôi, mình nói, thì tâm đi xuống mình làm phước để cho họ hưởng vậy thôi, không biết đời sau kiếp khác có hay không, rồi không biết quả báo nó có hay không. Trong kinh nói thế này, ngài ăn liền mà đó, ăn liền mà đó, không biết trong kinh mình có ai biết cái nhân vật này không, trong kinh mình có ai biết cái nhân vật này không, đấy, ngài ăn liền mà đó. Trong kinh nói ngài mạnh lắm, cái sức mạnh cái mạnh đó, sức khỏe tương đương 7 con voi. Sức khỏe ngày tương đương với 7 con voi là mạnh lắm, mà mặt mũi thì người nghĩ như là bẩm trợn rồi. Một thời gian dài người giết người nhiều lắm trước khi người đi tu. Đại khái là nhìn cô hồn nó tự mình là cô hồn đó. Mà coi như là sau khi mới đi xuất gia được mấy hôm nữa, ở bác thì đi ngoài đường đó, trời ơi cô, người ta đánh, người ta chửi, người ta tấn công, người ta trả thù, người ta chửi bới, người ta mắng giết, coi như là tha hồ miễn phí, chửi đánh biết bao nhiêu. Có một lần đó khi mình về nhà hầu Phật, coi như là đói bụng đi có gì đâu ăn, nó đập bể bình bát y vừa rách mà mình lấy thì báo me tùm lum hết. Thì lúc Đức Phật thì nói cái này này không phải kham nhận. Tại sao Đức Phật kêu là Bà La Môn? Bởi vì chỉ Bà La Môn mà mình Đức Phật dùng cái là cái định nghĩa rất là đặc biệt, chỉ cho cái người mà đại nhân, cái bậc hiền trí, cái người chân tu, cái tâm hợp đặc biệt. Thì người kêu như vậy này. Và có lần lúc mình hướng dẫn thiền cho ngày người được thiền nguyên thì cũng kêu là Bà La Môn. Thì mình nói ngày vui nản của năm này Bà La Môn hãy kham nhận, so với những gì mà ngươi đã làm trong kiếp này đó, thì cái chuyện mà ngươi bị như vậy nó còn nhẹ lắm, nó còn ít lắm, nó không có đáng kể. Giết mấy trăm người mà bây giờ chỉ bị ung đầu sức tráng vậy thì đâu có nhiều, mà để mình bác rất y mình đẩy máu đen. Tuy nhiên có một chuyện rất là đặc biệt, ai đánh thì đánh, ai chửi thì chửi, nhưng mà cái chuyện mà ngày phải nhịn đói đó, thì không có nhiều lắm. À, đặc biệt như vậy không có nhiều lắm, mà đặc biệt những điều nữa mà tuy bị đánh bị chửi như vậy chứ còn mà mình bác một bể rồi thì cũng có người cũng đem đồ ăn mà lại thứ ngon, thứ mà đặt tiền, thứ quý hiếm, yến xào đầu như khô lông trả phụng các trời mới cúng dường đặc biệt như vậy. Thì chúng ta muốn thấy lạ, chúng ta muốn nó bật cho tôi vì sao mà tôn giả Angulima đó bị đánh bị chửi như vậy mà tôn giả vẫn nhận được rất là nhiều cái thực phẩm cúng dường đấy. Thì Đức Phật này dạy rằng cái thời quá khứ, thời giáo Phật Phật Ca Diếp đấy, thì coi như là ngài Angulima đó lúc đó cũng là một vị tỳ kheo,
rồi mỗi ngày đi bác về đó, dùng xong đó còn chút ít thức ăn dư để mình bác ở viện này, mới đem ra một cái chỗ khô ráo đổ xuống, đổ ra đó một ít cơm dư bánh vụng rồi đó, mới đổ đó mới có cái ý đó là để cho con nào nó ăn được từ nay. Các vị có nghe không? Rồi chết hết rồi, tội. Có nghĩa là ngày ngày cái kiếp ở nhà làm tùy kheo mà mỗi lần dùng dùng ngọ xong á, thì trước khi mình rửa bát á thì lấy cái tay mình vét, chủ Việt Nam như là vét vét thì mình bát, có còn cái gì chụp đỉnh nó ra một cái gò đất nào khô khô đổ xuống là miếng nghĩ lên bụng rồi coi đứa nào ăn được thì ăn, côn trùng côn dế côn ong côn kiến ăn thì nó ăn, chỉ vậy thôi mà làm suốt đời tu. Tới lúc mà mạng chung rồi đi về trời thì đổ xuống làm người là đời đời kiếp kiếp là sanh ra hoặc là coi như không có đói, không có đói. Cho nên nó bên thụy sĩ gia đình mình tôi thấy cũng hoan hỷ, có nghĩa là nhà gần rừng ấy thì trong nhà có cái gì đó thì họ cũng đem ra ngoài, cái cũng có một cái gốc cây mà để đàng hoàng lắm, chứ không bên mình hiện tùm lum phải nó có cái đồ đựng đàng hoàng lắm đó. Mà để ra cho đêm hôm là con trời con cái không biết cái con gì không biết mà nó nằm gần cái phòng đó thì bên đây đương nhiên nó đi nó dầm ở đó, tôi còn ở trong nhà nó bị hết rồi, để mình mà đó tôi ở trong cái nhà đó có con gì nó to lắm, tôi nghe nó tiếng đi nó dẫm trên trên cành khô nghe ra rắc vậy đó, thì cũng ra đó nó ăn mà nó khô không báo đỡ, không cách chi mà mình nhìn thấy được nó. Con lớn con bé gì đủ thứ hết rồi, rồi đến lúc mà họ đi ăn với mình bên ngoài đó mà đồ ăn đi họ cũng tính mà đem về cho nó, thì tôi nhớ tôi có kể họ nghe câu chuyện thì nó tốt tốt tráng như vậy, bởi vì cái đó là cách gửi ngân hàng á, cái chuyện mà mình cúng dường cho tăng ni rồi họ phật tử không biết một năm được bao nhiêu dịp, nhưng mà mình có cái thường nghiệp đó, trung tâm đó rồi, nếu mình không tạo được cái trọng nghiệp đó, không tạo được những cái phước nghiệp mà trọng đại mà ghê gớm mà thì ít ra cũng có cái thường nghiệp là thường xuyên bố thí, như là sau cái khác sinh ra nó bị đói. Còn chỉ mà bố thí mà lâu lâu làm thì đời sau nó trổ quả là lâu lâu nó trúng lắm, nó phát đại một lần rồi bắt đầu nó im, rồi lâu lâu nó trúng một cái nữa rồi nó im. Còn mấy người có la ra có hòa là bây giờ xưa không có thường nghiệp đó, cứ làm điều vậy đó. Và có một điều quan trọng nữa đó là một lần bố thí lần rõ như vậy đó chưa chắc nó hơn được cái bố thí la ra lạc hòa, là vì sao? Vì cái rần rõ nó nhiều khi đó nó bị trói buộc bởi một lời hứa, hoặc nhiều khi rần rõ như vậy nó có một chút cầu danh trong đó nhưng mà riêng cái làm la ra làm vô danh làm trong bóng tối là rõ ràng là nó một sự vô tư thật sự nha. Vô tư thật sự. Cho nên để giải thích bài kinh này thì tôi cũng nhắc lại bài kinh khác và kể một câu chuyện như Angoli Mala đủ rồi nha. Tức là nếu các ngươi hiểu được quả báo bố thí như là ta hiểu thì một miếng ăn sau cùng các ngươi còn không có đành bụng nuốt vào nữa. Đó chính là câu nghĩa tức là trên đời này ai cũng muốn thu gom để hưởng thụ vậy mà có người nào không như vậy hay không thì Đức Phật nói có chứ. Đó là những người hiểu được pháp, hiểu được cái quả báo vô khí, biết cho cái niềm tin thì những người đó họ không muốn thu gom mà họ chỉ muốn cho ra, bởi vì họ thấy cho ra nó hạnh phúc, nó an lạc, nó dễ chịu, nó sung sướng hơn là nhận vào. Đấy, đó là lý do tại sao chúng ta phải biết Phật pháp là như vậy đó. Bởi vì chúng ta cứ tưởng là sống mà cứ được nhận vào là hay, là hạnh phúc, nhưng thật ra cái cho ra nó có sung sướng. Rồi bây giờ đó là bây giờ cái đó là ví dụ như là bây giờ thứ nhất tôi gặp một cái lên thiền viện Phước Sơn đi, tôi gặp một thiền sinh, một hành giả, một tu nữ nghèo mà tôi giúp cho họ chút ít, mua cho họ cái lu hũ, mua cho họ bao gạo, 5 năm sau 10 năm sau về có thể họ đã chết rồi không chừng, mà cứ đưa nghe cái lối mòn người mà trước cốc đó họ thì mình nhớ rồi đó, mình có mua cho bà cái lu nước, có mua cho bà một cái dải gạo để ăn được từng tháng 2 tháng gì đó là trước khi bà mất á, thì tôi bảo đảm cái đường lui đến nó đi theo mình suốt đời. Suốt đời chứ tôi đâu có kêu cái bị bán nhà bán đất cái lần trước đâu. Mà chỉ nói vậy thôi, có nghĩa là cái cho ra nó theo mình suốt đời, cái đường lui nó lớn ghê. Còn bây giờ người ta cho mình 5-10 ngàn đô la cái đã đời thì nó phai phôi nữa. Nó vì sao? Vì bản chất con người mình là vấn ân. Cái bản chất con người mình là vấn ân, và bản chất của con người mình là gì? Là thích xác định cái tôi nhiều hơn là xác định cái nguồn cội. Cho nên đó là lý do tại sao mà cha mẹ thương mình nó nát lòng mà mình vẫn thương con mình hơn là chỗ đó. Bởi vì mình nhìn thấy bóng dáng của con, nhìn thấy bóng dáng của mình trên con mình,
mình thích cái kẻ kế thừa mình thích cái sản phẩm, cái tác phẩm, cái công trình của mình. Còn cái nguồn cội của mình là cha mẹ thì mình thấy phai mệt. Bởi vì mình nhìn mình cha mẹ, mình có nhiều khi mình thấy một cái gánh nặng, một áp lực tâm lý đó, là mình phải chăm sóc ông bà phiền quá, nặng nề quá, rắc rối quá, mất công quá. Mà nói chung là cái nhìn nguồn cội nó không có bằng nhìn ra cái sản phẩm của mình. Cho nên đó, đừng nói đau đớn là sự thật thôi. Cha mẹ thương mình chết vì mình được, nhưng mà đổi lại thì sao? Mình chỉ có thể chết cho con thôi. Chứ đó giờ hồi xưa đến giờ mình có thấy ai mà dám chết cho cha mẹ? Có thôi phải không? Không bằng mình chết cho con mình đâu. Cho nên một mẹ nuôi được 10 con, nhưng mà 10 con chưa chắc nuôi được một mẹ. Đó là sự thật nha. Đấy, bây giờ là phải ngưng, là kinh phải ngưng, là kinh ngày mai mới phê, là kinh ngày mai là mới phê đó, là kinh ngày mai đó là các vị có muốn nghe luôn bây giờ không đi ha? À, nghe luôn bây giờ luôn đi, nghe luôn lỡ ngày mai tôi luôn luôn. Rồi giảng luôn bài kinh nữa, bài kinh một căn kinh nữa.